chỉ xuống, chúng tôi phải thực hiện. Ủy viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem cho biết việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy làm thành viên Hội đồng thành viên Vinachem hồi tháng 4 năm 2016 do Bộ Công Thương có văn bản gửi xuống tập đoàn đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ. Liên quan đến việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy làm thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hồi tháng 4 năm 2016, trả lời câu hỏi trong buổi làm việc ngày 8 tháng 9 năm 2016 với phóng viên, ông Ngô Mạnh Hoài, Ủy viên Hội đồng thành viên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem cho biết việc bổ nhiệm này là do Bộ Công Thương có văn bản gửi xuống tập đoàn đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ. Việc bổ nhiệm do trực tiếp Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Vũ Huy Hoàng trực tiếp quyết định. Ông Hoài cũng cho biết theo điều lệ của Vinachem, tập đoàn này được phép có 7 thành viên thuộc hội đồng thành viên. Tại thời điểm ông Duy được điều động bổ nhiệm về, tập đoàn mới có 6 người ở hội đồng thành viên. Sau khi nhận được văn bản của Bộ Công Thương, hội đồng thành viên tập đoàn đã họp và thống nhất sẽ bổ sung thêm 1 thành viên nữa. Sau cuộc họp này, tập đoàn làm văn bản phúc đáp Bộ Công Thương và sau đó thực hiện các quy trình tiếp nhận bổ nhiệm thành viên hội đồng thành viên tập đoàn theo đúng quy định. Ông Vũ Đình Duy tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội hệ chính quy. Sau này ông Duy có thêm bằng thạc sĩ và đến tháng 1 năm 2016, ông Duy làm luận văn tiến sĩ về công nghệ hóa học. Ông Duy được hội đồng thành viên phân công theo dõi chuyên môn về khoa học công nghệ, kỹ thuật và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Hoài nói. Trước câu hỏi của phóng viên về việc khi tiếp nhận về làm thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất có tìm hiểu, có thông tin gì về quá trình hoạt động trước đó của ông Duy và tại sao không từ chối tiếp nhận nếu thấy nhân sự không phù hợp. Lãnh đạo Vinachem cho biết chỉ nắm được hồ sơ của ông Duy về sau này khi thực hiện quy trình tiếp nhận, việc bổ nhiệm nhân sự được Bộ điều động về nên tập đoàn buộc phải tiếp nhận. Đại diện Vinachem cũng không trả lời về việc tập đoàn vì sao không từ chối tiếp nhận hoặc có ý kiến về trường hợp của ông Vũ Đình Duy khi thấy việc bổ nhiệm này là không hợp lý. Về mặt chức vụ, khi đó ông Duy là chuyển ngang về tập đoàn do đây là cán bộ do Bộ giới thiệu về và đã có nhận xét đánh giá của các bộ phận thuộc Bộ Công Thương nên tập đoàn tiếp nhận sau khi lấy ý kiến tại cuộc họp của Hội đồng thành viên, ông Hoài cho biết thêm.